ngang chỗ Vĩnh Long, sẵn thăm một số vườn sầu riêng, trái cây thanh long vân vân. Thì vừa đúng lúc đó thì có nghe được tin tức ngày đó luôn, thì kẹt có 300 container thì tại cửa khẩu không sang qua Trung Quốc được. Như là nông dân nó hiện nay là không sang qua được, trong vườn này đã chín tiếp, hiển nhiên là rất là khó bán, thì cái giá cả rất thấp xuống này kia. Lúc đó tôi suy nghĩ tôi giúp nông dân bằng như thế nào, là nếu mà mua về cho công nhân của tôi ăn cũng mua 1-2 tấn cũng một lần thôi, chứ không phải giúp về lâu dài. Thì lúc đó tôi lên chung xe, tôi về lại Sài Gòn, tôi nghĩ trong đầu tôi phải nên làm như thế nào để mà giúp có ý nghĩa là về lâu dài. Vậy là tôi mới nghĩ tới cái phần có khả năng thì mình làm bánh mì thanh long, cũng là một cái mới lạ này kia. Vậy tôi về đến Sài Gòn, tôi lập tức triệu tập hết. Thì ở đây đưa về sản xuất này kia, tôi có một cái nguyên tắc, tôi có một cái quy trình của tôi. Tôi triệu tập tất cả, kể cả các con, rồi các bộ phận thu mua, có bộ phận kho, rồi có bộ phận sản xuất, bộ phận logistics, toàn bộ sắp xếp hết. Đã có sắp xếp, đó là một cái chuẩn bị xong xuôi rồi, có nguyên liệu. Ai là phụ trách nhập nguyên liệu về cho tôi làm, thì ai là chuẩn bị máy cho tôi nghiên cứu này kia, là toàn bộ phải nói viên kết thêm này á, là rất là thương tôi. Vì lý do tôi cũng phổ biến ra cái phần đó là anh sẽ nghiên cứu một số thanh long vậy, thì đồng bộ đồng tình về cái phần các anh em này kia, tôi thấy rất là cảm động. Thì ai cũng nghĩ là nếu mà anh có ý tưởng này, các em này kia rất là muốn cái thứ nhất được học hỏi, cái thứ hai đó hoàn toàn ủng hộ cách làm của anh. Vậy là một cái động lực do anh em này kia là tôi rất là xúc động. Cuối cùng tôi nghiên cứu, tôi làm ra mẻ đầu tiên này kia, chưa nướng thì thấy bánh rất là đẹp. Có thể nướng ra lò xung xuôi hoàn toàn thất bại, hư hết xung xuôi mới biết được cái phần phản ứng, cái phần thanh long nằm trong cái bánh mì này tiếp tục nó chuyển hóa, nó thay đổi cái phần cấu trúc của nó. Rồi hiện nay hư xong xuôi rồi, mình phải tìm kiếm cái phần hư như thế nào, lý do nó hư. Rồi cuối cùng cũng phát hiện cái phần độ pH của nó không đúng xong xuôi rồi, tôi mới chứng thực lấy cái phần cái độ đo cái phần pH này kia, là phát hiện cái độ nó acid nó nhiều thì nó thấp xuống. Vậy là tôi phải bê lệnh bằng như thế nào, tôi phải bê lệnh alkaline gia giảm bằng muối cho nó tăng thêm nhiều hơn. Vậy là mình cân bằng lại cái phần độ pH. Vậy là đó là cũng là một cái kỹ thuật của tôi. Đồng thời cũng phát hiện cái phần thanh long cũng có một cái chất ngọt thiên nhiên, đường trái cây này kia cũng tương đối là cao, mà mình ăn thấy nó lợ chứ mà thực sự là đường trái cây rất cao so với đường bình thường, thì nó có một cái chênh lệch. Chẳng hạn đường mía thì nó độ ngọt của nó là 100%, nếu mà đường trái cây là 132%, nó có đường cao hơn. Nướng ra cái bánh đen tại là nó lên caramel nhiều, như là tôi lại khắc phục bằng cái phần nhiệt độ. Tôi nướng bánh xong xuôi để giảm cái phần nhiệt độ xuống, kéo dài nó khoảng chừng từ 3 đến 5 phút. Cuối cùng 3 ngày sau tôi nghiên cứu thành công. Anh em chung cái đội nghiên cứu này kia rất là ăn mừng. Thì thành công, sự thành công đó. Tôi nghĩ là ban đầu tôi cũng nhớ chỉ có hào làm ra 200-300 mẫu bánh thôi. Tôi cũng nghĩ đó là sẽ bán đi thế nào. Tôi đưa vào Biển Trải bán trước. Ở Biển Trải một cái chỗ là dễ bán và tiếp cận. Bán xuôi xuôi rồi khách hàng cũng cảm thấy cái bánh mì này nó hơi lạ, màu đỏ hồng hồng vậy đó. Thì không biết ăn ngon hoặc là không. Thì lúc đó tôi mới nói hiện nay là tôi làm này kia là gì? Giúp đỡ bà con nông nhân, thành ra là lấy cái thanh long này kia đưa vào bánh mì này kia, mong là bà con ủng hộ này kia. Mà cái ủng hộ này là làm tôi hết hồn, phải nói là có tục phá quá. Thì bắt đầu tồn ra xung xuôi rồi sắp hàng qua này kia, là chỉ có 2 ngày sau tôi lên đó 3.000 mấy ổ rồi. 3.000 mấy ổ, cái phần đó là tới lên tới là 200-300 cái thanh long rồi. Lúc đó tôi lại báo cho bên Bộ Kim Hạnh, hàng Việt Nam chất lượng cao đó,
Chị ơi, hiện nay là giúp đỡ nông dân bằng như thế này mà hiện nay từ 20-30 kg tăng tới 200-300 kg rồi, mà tôi nói báo cho chị biết cái phần đó là có khả năng thì tăng hơn nữa đó, thì chị Hạnh thì rất là mừng. Thì cái phần đó anh giúp được cái phần bà con nông dân vậy là phải nói là ai cũng ủng hộ anh, thì chị Hạnh mới cho mình một cái động lực để mà khai thác tiếp nữa. Vậy là thêm 2 ngày nữa tôi lên lên tới 1 tấn luôn. Rồi cái phần đó là lên tới 10 mấy ngàn bánh này kia, mà hai liên tục khoảng chừng 4-5 ngày nay này kia tăng hàng ngày, tăng tới hôm nay từ hôm qua chỉ có 3 ngàn, hôm nay có khả năng sản xuất tới 33 ngàn bánh rồi, tức là hàng ngày tăng. Tôi nghĩ rằng làm ra xong xuôi tôi cũng để cho biển chảy nó bán đầu tiên thôi, bán một cái giới thiệu sản phẩm mới cho cái phần bà con. Thực sự tấm lòng của mình á, thì nghĩ rằng tôi giúp đỡ nông nhân, tôi làm ra bánh nghĩ là bán bao nhiêu đó tôi cũng thấy hài lòng rồi. Mà lúc đó tôi bán tôi cũng nói cho chị Hạnh biết là tôi sẽ chỉ có ABC Bakery một cái phần sức nó không đủ. Tôi là muốn nếu mà trường hợp toàn bộ các đồng nghiệp của mình, toàn bộ tiệm bánh khác này kia thì lớn nhỏ này kia vân vân ai cũng làm hết xong xuôi này, đó là mấy cái bằng sức mạnh. Vậy là tôi nói cho chị Hạnh biết là tôi sẽ lấy cái phần công thức này tôi công bố ra tất cả, thì tất cả đều làm được xong xuôi này kia. Tôi là mong muốn cái phần bánh mì Thanh Long trở thành một cái văn hóa Việt Nam luôn. Hiện nay là Thanh Long cũng là Việt Nam, tay nghề cũng Việt Nam, mà Việt Nam sản xuất ra đầu tiên nữa, thì có phần đó là cũng là một cái mang tính chất là văn hóa Việt Nam rồi. Vậy là người ta biết được cái phần bánh mì Thanh Long và tới Việt Nam muốn mua chỉ có vài ABC này kia, tôi thấy là không phải là một cái mình quảng bá gì cái phần Thanh Long Việt Nam, Thanh Long bánh mì Việt Nam. Mình phải chỗ nào thì khách hàng qua tới chỗ nào cũng mua được một cái bánh mì Thanh Long. Vậy là mới kia bằng. Trước hết á, thì mình có một cái giải pháp được cái phần giá cả này kia nó tăng lên trở lại rồi. Tôi nghĩ là nông dân đều rất là vui mừng về cái phần nó có giá cả từ đây sắp tới. Không có lo về cái phần là bị tụt giá xuống nữa. Đó là một cái nông nhân sau này trồng cái phần Thanh Long á, thì có là ok. Nếu mà trường hợp cái giá có khả năng xúc được, có giá thì mình xúc. Nếu mà không được á, tôi cũng nghĩ tới ABC hoặc là ông cao siêu lực này kia. Cái phần đó là chính. Ha. Vậy là nếu mà trường hợp cái giá cả hợp lý hoặc là tôi cũng đoán sai khoảng chừng 10.000 tới 15.000 gì đó. Cái đó tôi chấp nhận tôi đưa về sản xuất thì nó hợp lý hơn. Cái giá cái nguyên liệu, giá cả nguyên liệu này kia thì nó hợp lý. Nếu mà tới 30-40 ngàn này kia thì người ta mua về ăn, người ta xuất khẩu này kia mình không nên dành với người ta là làm nó đôn cái giá thành cao lên. Thì mang tới người tiêu dùng cái này kia là mất cái niềm tin người tiêu dùng. Tôi lại mong muốn này kia là nếu mà trường hợp giá cả cao quá có thể là tôi tạm ngưng. Vì cái phần đó là không muốn ảnh hưởng những cái giá cả. Thì tại sao mình muốn khai thác một số trái cây khác, mình phải có một cái đầu óc nghiên cứu một số trái cây. Nếu một số trái cây nào nó có giá cả thì không được tốt đẹp, ok,